phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết soát nhị sáng video để nữ võ thần sắc làm sao chịu nổi lâm thuật tải xuống một áp thần kỳ video ngắn lướt trên điện thoại di động có thể truyền hình trực tiếp đến thế giới sụp đổ soát đến mỹ ma kevin tôi đã hứa trên mặt đất đang cháy và tôi sẽ áp đảo ô tô để trở thành thần tượng tốt nhất vì chiến thắng tan vỡ kevin hắn thật sự cái giá nào cũng có thể trả bất quá ngươi cùng mai thật sự là ở nơi chính quy quen biết sao? Xoát đến, thiên tinh kỷ du, lời tiên tri về các vì sao? Áo thác. Bên ngoài tan vỡ, còn có tinh thần tồn tại. Tiên chu. Đi theo lệnh đế cung ti, tất sẽ tiêu diệt nghiệt vật phong phú. Lời bài hát. Brook to the golden cao cuộc sống xã hội của anh Kiệt. Elia. Thiên kiếp, hôm nay cái mặt nạ này ngươi nhất định phải tháo, Pado, động thủ. Phan phiết, fanfic, 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 phan phiết, phan mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. không một hai sáng tạo video Xoay quanh vòng, xoay quanh vòng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lướt video, động động ngón tay là có thể kiếm tiền Lâm Thuật nhìn tin nhắn quảng cáo trên điện thoại di động vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc và nghi hoặc. Đã từng có một phần mềm chỉ cần lướt video là có thể dùng kim tệ đạt được để đổi lấy tiền. Loại phần mềm đó. Muốn kiếm được 10 đồng, ít nhất phải kiếm 10 ngày nửa tháng. Trái lại quảng cáo trước mắt này. Mỗi phút hoàn thành xem video có thể nhận được 10 đồng tiền thưởng, mau tới thử đi. Xem video một phút cho 10 đô. Đây không phải là bánh từ trên trời rơi xuống mà là thẻ ngân hàng từ trên trời rơi xuống trong mỗi tấm thẻ bạc đều có mấy triệu chờ bạn đi tiêu đây chắc chắn không phải là cái gì thủ đoạn lừa đảo kiểu mới đều là gạt người coi ta là ba tuổi hài tử sao nghĩ đến đây lâm thuật làm bộ muốn xóa tin nhắn quảng cáo này nhưng là ngay tại ngón tay đặt ở trên màn hình điện thoại di động một khắc kia một cái ý niệm xuất hiện ở trong đầu vạn nhất là thật thì sao mọi người đều có tâm lý may mắn, huống chi điều kiện này thật sự là quá mê người. Thử cũng không mất gì. Nếu phát hiện không đúng, lập tức xóa bỏ. Ông tâm lý muốn xem rốt cuộc là phần mềm nào có thể đánh ra loại quảng cáo này, lâm thuật lại ma xui quỷ khiến mở quảng cáo kia, cũng tiến hành tải xuống phần mềm. Vạn giới tương tác, R.E.F.E.R.E.N.C.E.S, tên bản tham chiếu, số thẻ ngân hàng. 6217-5269, số dư tài khoản. 317.10, tài khoản của tôi đã bị khóa chưa? Lâm Thuật có chút ngoài ý muốn. Nhưng với suy nghĩ, tải xuống đều tải xuống, không có lập tức xóa bỏ. Mà là đem ánh mắt tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Chương trình rất gọn gàng. Chỉ có hiện thân và tương tác hai lựa chọn. Bởi vì là vừa mới tải xuống, còn không có bất kỳ số tiền có thể thể hiện, chỉ là đi nhấp vào mặt khác một cái tùy chọn, tương tác, dây tiếp theo. Giao diện lập tức nhảy lên phía trên tiếng cười. Bởi vì Lâm Thuật là một người hâm mộ gạo cực độ, người chơi trung thành với băng hoại ba và tinh khung thiết đạo, cho nên bình thường tuyệt đại bộ phận video đều là về băng hoại ba và tinh khung thiết đạo, hoặc là video thứ hai khác. Video đầu tiên. Xoay vòng. Video có tổng cộng một phút trong hình là tháp đen hoặc hình hóa, không ngừng xoay tròn nhảy nhót. Cùng lúc đó, một đoạn giai điệu rất mạnh, âm nhạc quỷ súc cực kỳ tẩy não vang lên. Hi nha! Xoay vòng, xoay vòng. Sắp hỏng rồi. Xoay vòng, xoay vòng. Kim cương lớn như vậy tặng cho ngươi. Xoay vòng, xoay vòng. Có thể yên tĩnh một chút không? Lỗ lỗ lỗ, hi. Ta là đến từ MSR mọi người thần tượng, của ta buổi biểu diễn muốn bắt đầu rồi. Xoay vòng, xoay vòng. Quét xong một đoạn video. Lâm Thuật vội vàng quay về hậu trường, trở lại phần mềm tên là vạn giới tương tác kia. r e f e r e n c s tên bản tham chiếu, số thẻ ngân hàng. 6.217-5.269, số dư tài khoản. 317.10 thể hiện. 10 số dư có thể thể hiện, lúc này đã từ không biến thành 10 tệ, nhưng hắn cũng không có lập tức kích động lên. Thể hiện ra, mới là thật. Nghĩ tới đây, Lâm Thuật lập tức nhấn vào nút thể hiện. Thẻ ngân hàng số 5269 của ngài đến tài khoản 10.00 tệ, số dư hiện tại 327.10 thật sao? Lâm Thuật sững sờ tại chỗ, mãi đến một lát mới kịp phản ứng. Đây chính là, trong truyền thuyết, ngón tay vàng phải không? Đây còn là lớp tập trung thương mại. Cái này còn làm một công nhân buôn bán. 20 cho một video. 200 đô cho 10 video. 100 video là 2 ngàn. Làm giàu, đi lên đỉnh cao nhân sinh ngay hôm nay. Vẫn còn. Nói không chừng đây cũng chỉ là một cái ngon ngọt mà thôi, bắt đầu đưa điểm khen thưởng mặt sau liền biến thành nào đó cực nhanh phiên bản như vậy soát mấy trăm cái video mới cho mấy đồng tiền hoặc là nhiều hơn như vậy càng về phía sau càng khó đừng vội nằm mơ trước tiên tiếp tục xoát xoát nhìn xem nghĩ đến đây lâm thuật cắt lại hình ảnh điện thoại di động mà cùng lúc đó màn sáng trống rỗng xuất hiện trong mấy thế giới lại lần nữa lóe ra quang mang trạm không gian hắc tháp một phút trước nơi này còn giống như mỗi ngày Mọi người đều bận rộn với công việc, sắp xếp các loại tài liệu. Tất cả những thứ này, cho đến khi màn sáng kia xuất hiện, tất cả đều bị phá vỡ. Eda kinh ngạc nhìn trước mắt màn sáng, vừa mới phát sinh hết thảy đối với năng lực trùng kích quá lớn. Tình huống gì? Hệ thống phát hiện không có gì thay đổi. Cái màn sáng này từ đâu mà đến? Và cái gì xoay vòng a? Hắc Tháp phu nhân sao lại chạy vào ca hát nhảy múa? Lấy hiểu biết của nàng đối với hát tháp, mặc dù có chút trẻ con, nhưng hẳn là làm không ra loại chuyện này. Mau điều tra một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Eda nhìn về phía Alan bên cạnh. Vừa rồi có ghi âm lại không? Đừng nói, còn rất dễ nghe. Cùng một lúc. Trong phòng học Thánh Freya. Lớp học vốn có chút hỗn loạn lúc này lặng ngắt như tờ, ngay cả trùng trùng vốn đang ngủ say cũng mở hai mắt ra. Cơ tử dụi dụi mắt nhìn màn sáng đột nhiên xuất hiện trên bảng đen, lại lấy tay chạm vào. Chính mình tối hôm qua đích xác uống rất nhiều rượu. Nhưng cũng không có say đến loại trình độ này, như thế nào trống rỗng xuất hiện ảo giác. Các ngươi thấy thứ này không? Cơ tử đưa mắt nhìn đám người nha y cùng bố lỗ ni á dưới bục giảng, mà đáp lại thì nhao nhao gật đầu. Cái này càng kinh ngạc không phải hình chiếu mà là tồn tại chân thật trống rỗng xuất hiện vậy tại sao nó lại xuất hiện hơn nữa làm sao còn có một cô gái nhảy múa ca hát cuộc xâm lược sụp đổ chính mình cùng sụp đổ giao tiếp nhiều năm như vậy còn chưa thấy qua sụp đổ dùng qua thủ đoạn như thế nha y ta cảm thấy nữ sinh này cùng bunia kém nhau không nhiều lắm kiana nhỏ giọng thì thầm bên tai nha y tuy nhiên thanh âm của Tam Vô Lô Ly lại vang lên ở một bên. Bronia nghe thấy rồi đấy, Kiana ngu ngốc. Mà tình huống như thế. Còn xuất hiện ở tinh khung trên đoàn tàu, thiên mệnh trên tổng bộ, lượng tử chi hải chỗ sâu, la phụ tiên chu tướng quân văn phòng, thậm chí là Kiana đánh bại Trung Yên trên mặt trăng. Chiêu thiên vạn giới, mỗi thời điểm. Đều xuất hiện màn sáng không thể giải thích, cùng với cô gái hô xoay vòng. Trong trạm không gian, hắc tháp đã lâm vào trầm mặc cùng phẫn nộ cô ấy là thành viên của câu lạc bộ thiên tài chủ nhân trạm không gian hắc tháp siêu thiên tài phát triển vũ trụ mô phỏng lại có thể chạy đi khiêu vũ còn hát cái gì vòng vo là ai phản ứng đầu tiên của hắc tháp là có người đang làm ác với mình vòng quay nào cái gì sắp hỏng đây là có thể nói sao ai làm thế trong vũ trụ nào đó một đám tinh thần tín đồ thích làm ác làm kịch hay là một trong những thợ săn hạt nhân một hacker nào đó hắc tháp nghiêng về vế sau hơn mà hiện tại hắc tháp muốn xác nhận nếu quả thật là ngân lan làm hết thảy như vậy hắc tháp nhất định phải còn lấy màu sắc để cho nàng trả giá thảm thiết nhất đại giới để cho tên gia hỏa nói năng thận trọng này khóc trống lên ts cầu xin hoa tươi đánh giá phiếu Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 002, Kevin thật sự giá tiền gì đều có thể trả giá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hát tháp trong lòng đã nghĩ ra phương pháp trả thù, mà đầu tiên phải làm chính là đem cái này cổ quái màn sáng trước đóng lại. Để tránh. Chính mình lại đi lên, xoay một vòng nhưng khi hát tháp thực thi lại phát hiện mặc kệ mình làm như thế nào cũng không thể lay động màn sáng này như thể thế giới này không tồn tại nữ trang tranh bá thi đấu mị ma kevin diễm áp quần phương hát tháp nữ đụng kevin quyến rũ đây là thứ gì vậy sao chưa từng nghe qua chẳng lẽ màn sáng này không phải vì làm ác chính mình mà xuất hiện trên đoàn tàu tinh khung Mùng 7 tháng 3 tò mò không ngừng chạm vào màn sáng. Đồ vật thật thú vị a. À? Làm một gã lữ hành tại tinh tế vô danh khách, ngày 7 tháng 3 coi như là gặp qua không ít kỳ quái quái đồ vật cùng sinh vật, nhưng là giống trước mắt cái này màn sáng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà so sánh với mùng 7 tháng 3, cơ tử có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Mát, tránh xa thứ đó ra. Trước khi không rõ thứ này là tốt hay xấu tốt nhất vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng về chuyện này, ngày mồng 7 tháng 3 ngược lại có vẻ cũng không thèm để ý. Cơ tử tỷ tỷ không sao, thứ này nhìn qua không có gì nguy hiểm. Vừa rồi cái vòng xoay kia thật là tẩy não a. À? Xoay vòng, xoay vòng. Ngày mồng 7 tháng 3 thậm chí còn học bộ dáng hát tháp vừa rồi. Lời bài hát dung úp Kevin Mỹ Ma. Nghe ra là một đại tỷ tỷ rất xinh đẹp, dương thúc ngươi kiến thức rộng rãi biết đây là ý gì không dương thúc trong góc quan tờ dương đã lâm vào trầm tư nhiều ký ức đã chết vào lúc này điên cuồng bắt đầu công kích hắn nhất là theo đoạn video kia bắt đầu chiếu khuôn mặt của một bạn cũ nào đó đập vào mắt hội trường mốt Up Fire nhóm anh kiệt vốn định họp ở đây bàn bạc bà kế tiếp đối kháng như thế nào chống lại sụp đổ cùng với tính khả thi của các loại kế hoạch nhưng mà khi nhìn thấy bốn chữ mị ma kevin này tất cả mọi người buông mì ăn liền trong tay xuống đồng loạt đem ánh mắt hướng về phía vị kia dương quan sáng sổ đại nam hài trên người mài ánh mắt giờ phút này càng là quái dị lên kevin lão đại cái này nói là ngươi phải không không khí trong phòng họp vào giờ khác này không có gì lạ kevin không phải là nghiệp ma sao khóe miệng một vị yêu tinh tiểu thư đã bắt đầu dương lên tổng hợp lại video xoay vòng vừa rồi không khó đoán ra mị ma cùng nữ trang là có ý gì video dần dần bắt đầu phát đầu tiên đập vào mắt chính là địa cầu xanh thẳm và giọng nói của người kể chuyện thế giới rực rỡ mà rực rỡ như thế chúng ta từng hết lòng tin tưởng tương lai cũng rực rỡ mà rực rỡ như thế hành tinh xanh thẳm này sẽ giống như hôm qua, mang theo nền văn minh rực rỡ của chúng ta hướng tới tương lai rộng lớn tiếp theo. Nhưng ở cầu chuông phía trước, chuông tan rên rỉ. Trong hình ảnh, nguyên bản xanh thẳm địa cầu đột nhiên bắt đầu thiêu đốt, đại biểu cho tai nạn cùng thống khổ sụp đổ hàng lâm trên tinh cầu này. Thần tên là băng hoại giáng tai ách xuống. Hủy diệt bắt đầu từ chúng ta hết thảy, không lưu một tia thể diện, cho dù đi qua hơn vạn cái xuân thu ta vẫn như cũ sẽ không quên văn minh ngày vẫn diệt khuyết lệ. Tôi đã hứa với cô ấy, với tất cả mọi người. Dưới tàn cây khổng lồ, trên mặt đất cháy hết. Người đàn ông đứng đó. Vô luận trả giá bao nhiêu đại giới, nhân loại, nhất định sẽ chiến thắng sụp đổ. Tiếng nói vừa dứt. BGM đột nhiên trở nên dồn dập. Kevin trong hình ảnh cũng biến thành người thứ nhất đối mặt với không chi luật giả dốc hết tất cả thiêu đốt sinh mệnh. Walter, văn Bạo chúa trên trời Kiến thức một chút bộ dáng ngôi sao vỡ nát Hình ảnh lại một lần nữa biến hóa Kẻ ngu ngốc tên là ô tô Apocalypse đã thỏa thuận với các vị thần để tìm ra nguồn gốc của trái tim mình Luật giả, sụp đổ, cũng bất quá là nền tảng tâm nguyện trăm năm của ta Hắn mở rộng vòng tay Giờ phút này hắn, vô hạn tiếp cận với thần linh Dương Thúc, người vừa rồi là chú sao? thật lợi hại a. À? Mùng 7 tháng 3 tò mò chỉ vào người thứ nhất quan tờ Dương vừa mới xuất hiện trong hình ảnh. Quan tờ không phủ nhận. Ngay lúc này, trong lòng hắn bắt đầu trở nên phức tạp. Hắn không rõ, màn sáng này đến tột cùng là cái gì lại có thể đem quá khứ chiếu ra. Từng màn chuyện cũ không ngừng xuất hiện. Và tất cả những điều đó. Dừng lại ở trên người nam nhân kia. Tôi đã giết cha hắn, nhưng hắn còn có tôi. Ô tô Apocalypse. Đồ ngu, tội đồ. Quan tờ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cách lâu như vậy, chính mình lại dùng hình thức này lần nữa thấy được này trương đáng hận khuôn mặt. Đây là, quá khứ của hắn sao? Cơ tử đưa mắt nhìn quan tờ đang trầm tư. Đã từng. Tàu hỏa Stardom chạy trong vũ trụ, hai người xa lạ lang thang trong vũ trụ. Jessica đưa cả hai lên xe. Một trong số đó, đó là oan tờ văn. Mà một người khác, nhìn thế nào, cùng nam nhân tóc vàng trong màn sáng kia giống nhau như thế. Là một người sao? Luật sư. Sụp đổ. Vậy là sao? Lượng tử chi hải, trong hình ba người tiểu thức đều biết. Thằng khốn Kevin, thằng khốn và oan tờ. Là luật giả của ý thức, cô rất rõ ràng, màn sáng trước mắt không phải ảo cảnh gì mà là thứ gì đó chân thật tồn tại nhưng chính xác nó đến từ đâu vì sao xuất hiện tiểu thức giờ phút này cũng không quá để ý điều cô quan tâm là tiêu đề có sai không còn phụ nữ thì sao mị ma đâu kevin diễm áp quần phương đâu vốn cô đã chuẩn bị bắt đầu nở nụ cười nhưng video này sao lại không liên quan gì đến tiêu đề chẳng lẽ đặt sai rồi cái này càng giống như là giới thiệu cá nhân a đang lúc tiểu thức nghi hoặc video phong cách cùng bê dê đột nhiên chuyển nhưng mà người có tiền mới có thể làm được không có tiền ngay cả sinh tồn cũng là vấn đề thì làm sao đi đối kháng sụp đổ đây làm thế nào để hoàn thành lời hứa đã hứa trên mặt đất đang cháy ô tô nhặt một tờ rơi lên cuộc thi thần tượng thiếu nữ giáo chủ đại nhân lại suy nghĩ đưa ra một đề nghị giống như làm thần tượng rất kiếm tiền chúng ta ra mắt đi hãy đối mặt với lời khuyên này kevin bất đắc dĩ thở dài nhưng lại không có biện pháp sau tất cả hắn thế nhưng là tại cháy hết đại địa bên trên hứa hẹn vô luận trả giá cái gì đại giới nhân loại đều nhất định có thể chiến thắng tan vỡ được rồi vô luận trả giá bao nhiêu chúng ta đều phải chiến thắng sụp đổ ô tô và Kevin đang sôi máu. Giống như đã nhìn thấy, ngày mình đoạt được quán quân cuộc thi thần tượng thiếu nữ. Không đúng. Là ngày nhân loại chiến thắng sụp đổ. Lúc này, chỉ có oan tờ coi như tỉnh táo. Các ngươi điên rồi sao? Nghĩ như thế nào? Tiếng nói vừa dứt. Hình ảnh phát sinh biến hóa. Ô tô mặc váy dài, trên đầu buộc một dải tóc màu tím. Vẻ mặt tự tin. Karin, hãy nhìn tôi nở rộ trên sân khấu đi. Sau đó, là Kevin mặc váy dài bách tính, so với váy của áo thác, Kevin có vẻ mát mẻ hơn rất nhiều. Không chỉ là vai còn lộ ra cơ ngực. Trên đầu cũng là một dải ruy băng. Tay áo tơ trắng. Giờ phút này, hắn chính là băng tuyết công chúa được ngàn vạn sủng ái. Chỉ có điều. Biểu tình của vị công chúa này có chút dãy dụa. May, vô luận trả giá bao nhiêu ta đều sẽ chiến thắng sụp đổ. Kevin, hắn nói như thế. PS. Bóng cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 003, hỗn đảng. Ăn ta một phát Star of Eden A, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngay lập tức, cả phòng họp trục hỏa chi Nga lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Kevin. Kevin Kaslana Trục hỏa thập tam anh kiệt đứng đầu, khắc ấn cứu thế. Được mọi người công nhận, anh hùng. Giờ này khắc này, cư nhiên mặc váy dài màu trắng, như công chúa nhẹ nhàng nhảy múa. Nói sao nhỉ? Cây mắt A. Ở trong lòng các anh kiệt, Kevin vĩnh viễn đều là người nói năng thận trọng, như núi băng cho dù là tận thế gián lâm hắn vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ đối sách. Nhưng ngay lúc này, ngươi thiết lập sụp đổ rồi. Kỳ thật. Ngươi đừng nói, bộ quần áo này cũng không tệ lắm. Mèo cố gắng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. Nhưng sau khi đối diện với ánh mắt như uyên của Kevin, vẫn thành thật ngậm miệng lại. Ellie không phải là Pado. Nụ cười của nàng đã bắt đầu không hề thu liễm. Tuyệt vời, Kevin. Ta nhớ trước đó đã mời ngươi đi biểu diễn, nhưng là bị ngươi cự tuyệt, không nghĩ tới. Nguyên lai like ngươi có chính mình xuất đạo dự định a. À? Loại video này, thật sự là không tốn tiền có thể xem sao? Dù sao cũng là Kevin. Giờ phút này cũng cảm thấy hai mắt tối sầm. Anh ấy không phải là người đặc biệt chú ý đến hình ảnh và danh tiếng. Bằng không cũng sẽ không làm ra, gánh vác tất cả ác danh vì thế giới đánh ra một tia hy vọng chuyện tình. Nhưng mà, cái này cũng không có nghĩa là hắn không biết xấu hổ a. À. Vì chiến thắng sụp đổ, Kevin cư nhiên trả giá lớn như vậy sao? Xem ra, chúng ta cũng không có tư cách lười biếng. Xà xà ông vai, có hứng thú đánh giá tráng trước mắt. Mà với tư cách là người thân gần đây của Kevin, ban đầu Mai không có ý định tỏ vẻ gì. Nhưng mà, thật sự là không nhịn được. Khóe miệng hơi nhếch lên đến cuối cùng hoàn toàn không cầm cự được. Khải, Kevin. Đây thật sự là ngươi sao? Kevin đích xác vẫn là vô cùng sáng sủa, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sáng sủa đến trình độ này. Kevin trầm mặt thật lâu, lắc đầu phủ định chuyện này. Hắn rất chắc chắn, chính mình chưa từng làm qua loại chuyện này. Hoàn toàn không. Quá khứ không có, tương lai cũng tuyệt đối không có khả năng hắn đích xác có thể vì chiến thắng sụp đổ trả giá bất cứ giá nào nhưng cái giá này không khỏi cũng quá thảm thiết đi bức màn ánh sáng này chuyện quái gì đang diễn ra vậy cùng lúc đó tổng bộ thiên mệnh rita một cô hầu gái từng được gọi là không có suy nghĩ của riêng mình cũng che miệng sau khi nhìn thấy tất cả mọi thứ trong hình với vẻ ngạc nhiên nhưng không khó để nhận ra ở đáy mắt của cô càng nhiều chính là kích động giáo chủ đại nhân cũng giống như kevin của trục hỏa chi nga hình tượng của ô tô vẫn luôn bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngàn dặm vinh nhục không sợ hãi khuôn mặt này chưa từng thấy qua chắc chắn rồi kevin và áo thác vẫn có chút chênh lệch kevin đang nhìn thấy hình ảnh này là sụp đổ nhưng ô tô lại rất hứng thú thứ thú vị hình ảnh này là hư cấu sáng tạo sao vì cái gì? So với hình ảnh mình mặc nữ trang khiêu vũ, áo thác cũng không cảm thấy xấu hổ. Mặc đồ phụ nữ thì sao? Cũng không phải không mặc qua. Bianca, cậu nghĩ sao? Ô tô dùng nụ cười vạn năm không thay đổi nhìn về phía U Lan Đại Nhĩ. Ân. Ừ. Ta cảm thấy, màn sáng này tồn tại không biết là tốt hay xấu, cần nghiên cứu một phen để tránh xuất hiện biến cố. Ô tô. Tôi nói bộ đồ này. U Lan Đại Nhĩ Lời bài hát It's better if it we in a panty show U -lan Đại Nhĩ Mà so với Kevin ra vẻ lạnh lùng cùng áo thác không biết xấu hổ, quan tờ trên tàu xem như xấu hổ nhất một cái. Cả hai đều lên. Người tiếp theo, không phải là mình chứ. Sao nào? Thiết lập của đại tiền bối trên tàu, sắp sụp đổ. Quan tờ lúc này thừa nhận, đã ướt đẫm mồ hôi nhưng bất kể oan tờ lo lắng thế nào, đến lúc rồi vẫn phải đến. Đoạn video ngắn còn đang tiếp tục phát ra, cái kia mặt lolita với dài vẻ mặt xấu hổ phẫn nộ biểu lộ, dùng hai tay nắm ngực mình ý đồ che chắn oan tờ xuất hiện ở trong màn sáng. Hai người các ngươi đều tỉnh táo một chút a, à. sao lại ăn mặt xấu hổ như vậy? Sau một khắc hình ảnh chuyển biến, oan vô lực nằm rạp trên sàn nhà cảm xúc trong mắt phức tạp. Ở trước mặt anh là một thân nữ trang màu hồng nhạt đáng yêu. Và dây buộc tóc màu hồng. Quả nhiên, ta vẫn là không có cách nào lấy hết dũng khí mặc vào này một thân. Quan tờ bi phẫn đang xen. Không ngừng dùng nắm đấm nện xuống mặt đất. Đây là tôn nghiêm của một người đàn ông, căn bản không thể vượt qua. So sánh với oan tờ hai vị khác dưới sự gia trì của ý niệm cường đại, đã hoàn toàn lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ có điều. Lúc này bọn họ đang nhìn một tấm vốt ca thiếu nữ tổ hợp ảnh chụp, vẽ mặt tuyệt vọng. Tất nhiên. Nguyên nhân tuyệt vọng cũng không phải bọn họ mặc vào nữ trang. Là bởi vì. Các nàng thật đáng yêu, chúng ta không có phần thắng A. Mà ở bên kia, cùng ô tô cùng kiểu ăn mặc Kevin chính vẽ mặt mỏi mệt nằm trên mặt đất giống như là vừa mới trải qua cái gì trên đầu còn mang theo cái kia thỏ con kẹp tóc. Ánh mắt mê ly. Thở hỗn hển. Chẳng lẽ, đây chính là cực hạn của ta sao? Mai. Dương Thúc, cái kia. Ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không thấy. Julie tháng ba nín cười, nhìn Van trong góc. Trong mắt cô ấy. Chú Dương là đại tiền bối đáng tin cậy trên tàu, là người đáng tin cậy giống như chị cơ tử mỗi lần hành động cùng hắn đều có thể vạn sự vô ưu nhưng giờ này khắc này hình tượng quan huy vĩ ngạn này đã xảy ra một ti biến hóa vi diệu đây là cái gì truyền thống kỳ quái sao tin vẻ mặt tò mò nhìn cơ tử cùng oan tờ rõ ràng cô vừa mới lên xe còn chưa biết rõ đây là tình huống gì cơ tử ở một bên thì lâm vào suy nghĩ trách không được mỗi lần hỏi tới oan tờ quá khứ hắn đều tránh không nói. nguyên lai like. là như vậy sao? walter cố hương tư tưởng đã mở ra đến loại trình độ này sao? nhìn vẻ mặt của mọi người trên tàu, walter ý thức được mọi người đã hiểu lầm cái gì. nhưng bây giờ giải thích đi. tái nhật và vô lực. cái màn sáng này rốt cuộc là ai làm ra? ra đây. ăn một phát đi, ngôi sao của eden. ts cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu lão thiết nhóm. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 004, ngươi cùng mây tiến sĩ, là tại chính quy nơi chốn nhận. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong đoạn video ngắn, áo thác cùng Kevin đã song song lâm vào tuyệt vọng. Làm sao họ có thể chống lại cô gái vốt ca? bọn họ bại rồi không có cách nào cứu được karin cũng không thể hoàn thành lời hứa đã được thực hiện trên trái đất đang cháy vô lực thật sâu đem hai người bọn họ bao phủ nhưng chính là lúc này tờ bước ra một bước đứng ra hắn cao giọng hò hét chẳng lẽ các ngươi chỉ có chút khí lượng này sao phấn chấn lên cho ta đem ta kéo xuống nước liền chịu trách nhiệm cho ta đến cùng a à? trên mặt quan tờ tràn ngập nụ cười tự tin hắn lúc này đã phá vỡ tầng lòng giam sâu trong nội tâm kia hắn thăng hoa rồi ô tô cùng kevin trừng lớn hai mắt ở trong mắt bọn họ quan tờ liền giống như thiên sứ bình thường mang đến quang minh mang đến ấm áp mang đến tự tin vô cùng chói mắt dưới ánh sáng này thứ gì đó trong lòng hai người dần dần biến mất trong mắt áo thác lóe lên quan mang kevin ấu thái rất nhiều, si ngốc nhìn oan tờ. Giây tiếp theo. Hình ảnh phát sinh biến hóa. Dưới ánh trăng tròn, ba người tràn ngập tự tin đứng trên tảng đá lớn. Vẫy bó sát người oan tờ. Mỹ Nam quý tộc ô tô. Công chúa tuyết Kevin. Mỹ thiếu nam tam cự đầu, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười tự tin. Cái gọi là thần tượng thiên đoàn, đã là vật trong túi. Karin, thôi nào sụp đổ chắc chắn sẽ bị chiến thắng. Celine nhìn ánh sáng nhân loại đi. Hoan hô, chúng sinh, chạy tán loạn đi, tan vỡ. Ba ông trùm mặt lộ vẻ tươi cười hướng về ống kính vương tây. Giờ phút này bọn họ chính là trung tâm thế giới. Lượng tử chi hải đang cùng hắc Hy nhi tìm kiếm biện pháp rời đi tiểu thức trước mắt tối sầm. Cả người sững sờ tại chỗ. Thẳng đến một lát mới dần dần mở miệng ba người các ngươi nóng quá cô nghĩ video này sẽ không tầm thường nhưng cũng thật không ngờ lại đạt tới trình độ này hình dung như thế nào thế giới sụp đổ a nữ vũ thần tuân theo là vì tất cả tốt đẹp của thế giới mà chiến đấu mọi người nhìn xem thật tốt đẹp sao cây mắt a không đúng bọn họ ba cái không tính nữ vũ thần tính thiếu nữ xinh đẹp cho dù là tiểu thức từng là địch với Kevin, cũng không khỏi đau lòng hắn vài phần. Kevin Thưa bà, tôi thừa nhận bà. Vì chiến thắng sụp đổ, cư nhiên làm được một bước này. Không thẹn với hai chữ anh hùng. Lão đồ cổ, ngươi mở mắt ra nhìn xem, ngươi đã gia nhập một tổ chức gì. Hãy nhìn vào hai người mà bạn đã đi cùng. Nào có một người bình thường. Sụp đổ nếu biết, nhân loại chủ lực là như vậy một đám hàng hẳn là cười ra tiếng chứ cô nhi viện vốt ca thiếu nữ rosalia cùng lilia sau khi nhìn đến đây hai người nhìn nhau một cái như lâm đại địch dựa theo kế hoạch không lâu sau các nàng sẽ tham gia cuộc thi thần tượng theo dự đoán của họ những tuyển thủ khác đều không phải đối thủ của họ quán quân cuộc thi thần tượng dễ như trở bàn tay nhưng giờ phút này lilia xem ra chúng ta phải chuẩn bị lại một lần nữa cuộc thi thần tượng thật sự là ngoà hổ tàng long a à. trong phòng họp của thiêu đốt veo vét đang vùi đầu vẽ gì đó trên tờ giấy khiến pa đốt chú ý chị vi chị đang vẽ gì vậy nhìn xem robot sao vi tan cầm lấy bản vẽ trong tay kích động bày ra trước mặt mọi người vẽ trên đó là một chiến giáp ngoại hình kỳ lạ sở dĩ kỳ lạ là bởi vì ngoại hình của nó là bộ váy dài màu trắng Kevin vừa mặc. Ta quyết định, ta muốn khai phá một bộ lấy nữ trang Kevin làm ngoại hình chiến giáp, liền xưng là phản Kevin vũ trang số 101, cái này nhất định sẽ trở thành thiên tài vi tại thế kỷ này vĩ đại nhất phát minh. Có ai muốn đặt trước không? Mê Bi Úc giơ tay lên. Sẽ rất thú vị nếu đặt nó trong phòng thí nghiệm của tôi. Eric cũng giơ tay lên cùng lúc. Còn có tôi, tôi có thể trang điểm cho cô ấy không thanh âm yếu ớt của cách lôi tu đồng thời vang lên tôi có thể lấy một bộ không cô cảm thấy thứ này để làm người mẫu của cô dùng để vẽ nhất định là lựa chọn vô cùng tốt còn có ta nhàm chán lưu cho ta một bộ hi a thiên kiếp cũng cảm thấy hứng thú sao xem ra mị lực của kevin thật sự rất tốt có thể cho ta một bộ không nếu bác sĩ mai cần, đương nhiên có thể. Nhìn mọi người thảo luận kịch liệt, biểu tình Kevin đã xảy ra một ti biến hóa vi diệu. Cái này sụp đổ, nhất định phải chiến thắng sao. Hủy diệt có phải cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng mà đang lúc Kevin cho rằng, trò khôi hài này sẽ dựng ở đây. Hình ảnh video ngắn. Đột nhiên phát sinh chuyển biến. Trong hình ảnh là Kevin hình thái nghiệp mà. Theo âm nhạc vang lên. Hình ảnh trên màn ảnh dần dần kéo gần lại, cuối cùng chạm vào đôi tai thú của Kevin. Dây tiếp theo. Kevin di chuyển. Cùng với âm nhạc, anh triển khai một đoạn vũ đạo cực kỳ xinh đẹp. Hoặc dễ thương, hoặc sexy, hoặc là quyến rũ. Mỗi một động tác đều dẫm lên nhịp đập thật sâu, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lông trắng, tai thú, đuôi, thậm chí còn có nguyên tố buộc chặt cho đến khi một khúc nhảy xong kevin hướng mọi người hơi cúi người kevin anh tôi dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía kevin vẻ mặt kia giống như đang nói kevin ngươi nói thật chúng ta đều là đồng nghiệp không chê cười ngươi ngươi tại nhận thức ta trước khi có phải hay không đã làm cái gì đặc thù ngành nghề ngươi ăn ngay nói thật làm thế quái nào mà anh gặp may hai người quen nhau ở nơi chính thức sao làm nhục nhã nhặn a à. nhục nhã nhã nhặn a à. nếu như nói đoạn vừa rồi chỉ khiến mọi người cảm thấy buồn cười vậy đoạn video này chính là đánh sâu vào thị giác của mọi người quá phát triển trục hỏa chi nga về sau thật sự là một tổ chức đối kháng sụp đổ sao lá bài tẩy của trục hỏa chi mốt thánh ngân kế hoạch triển khai mời xem treo lơ kevin thánh ngân kế hoạch của ngươi là tính toán mê hoặc sụp đổ sao? Sụp đổ cũng có ít phê sao? Kevin không nói một lời. Nhưng lúc này, nội tâm của hắn đã phiên gian đảo hải. Lúc tan vỡ, ta không muốn khóc, ta tin tưởng vững chắc nhân loại nhất định có thể chiến thắng tan vỡ. Khi đối mặt với sự sụp đổ, nhân loại liên tiếp bại lui, ta vẫn không nghĩ tới khóc, ta vẫn tin tưởng vững chắc nhân loại nhất định có thể chiến thắng sự sụp đổ. Nhưng giờ này khác này nội tâm kiên định của Kevin đã xảy ra một ti biến hóa vi diệu. Kevin lão đại, ngươi xem cái màn sáng này còn không có biến mất a? Trong lúc Kevin trầm mặt, một câu nói của mạc đó làm cho Kevin trong lòng trầm xuống. Thế nào? Còn chưa xong. Kevin dùng ánh mắt chưa bao giờ có cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng, đập vào mắt chính là một tiêu đề. Cuộc chiến giành quyền nuôi dưỡng, TS cầu hoa tươi đánh giá phiếu gia mọi người. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 005 quyền nuôi dưỡng tranh đoạt chiến. Tình, ngươi và mẹ ruột. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cuộc chiến giành quyền nuôi dưỡng. Tất cả mọi người xem tiêu đề này đều là một trận nghi hoặc. Quyền nuôi dưỡng quyền nuôi dưỡng của ai tại sao phải tranh giành xem ra lại một cái video mới a mạc đoá kích động chỉ vào video mới nhất trong màn sáng ánh mắt của các anh kiệt nhất thời bị hấp dẫn mà kevin thì thở dài một hơi tình yêu là quyền nuôi dưỡng của ai dù sao cũng không phải hắn chờ chút chẳng lẽ là quyền nuôi dưỡng của hắn nếu vậy thật không bằng, đâm đầu chết trong phòng họp này. Nơi nào đó trong vũ trụ, Cáp Ca đi tới phía sau con sói bạc đang không ngừng gõ bàn phím, vỗ nhẹ vai đối phương, cũng tiến đến bên tai con sói bạc. Thế nào, có kết quả gì không? Ngân Lan ngậm kẹo que cũng không quay đầu lại, lắc lắc đầu. Trong trường hợp hacker trình độ của nàng, tuyệt đối được cho là đứng đầu. Thậm chí ngay cả tuyển thủ câu lạc bộ thiên tài như hát tháp cũng từng là bại tướng dưới tay nàng nhưng mà khi đối mặt với bức màn ánh sáng này nhưng không có biện pháp tạm thời vẫn chưa thể xác định được nguồn gốc và hình thức tồn tại với khả năng hiện tại của chúng ta cũng không thể làm bất kỳ sự can thiệp nào trừ khi bị bịt mắt nghe này cáp ca vươn tay ra trước mắt là màn sáng có vẻ như vũ trụ này thú vị hơn tôi nghĩ nghĩ đến đây cáp ca đưa mắt nhìn về phía màn sáng tranh giành quyền nuôi dưỡng. Cáp ca lời còn chưa dứt, video đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt của nàng. Ngôi sao. Cái kia do chính tay nàng dùng tinh hạt sáng tạo ra, tinh. Trước mặt các ngôi sao. Đó là Cáp ca và Himiko. Xem này. Cáp ca đã nhận ra ý nghĩa của cái gọi là cuộc chiến giành quyền nuôi dưỡng. Tinh. Mà một màn tương tự còn phát sinh ở trên đoàn tàu tinh khung. Thợ săn tinh hạch. Cơ tử nhíu mày. Đối với nữ nhân này, nàng cũng không có hảo cảm gì. Tuy rằng vĩnh viễn đều là một bộ dáng tao nhã, nhưng bên dưới tao nhã là nguy hiểm sâu sắc, giống như là một đóa hồng có gai. Mà cái gọi là tranh đoạt quyền nuôi dưỡng kia. Ý anh là sao? Cũng không cần nói cũng biết. Tự nhiên là tranh đoạt, tinh. Chỉ là, quyền nuôi dưỡng cái từ này là thật phòng học thánh freya a à, gì cơ tử kiana lập tức liền không buồn ngủ nàng kinh ngạc nhìn trong video cơ tử lại so sánh một chút trước mắt cơ tử tình huống gì hai gì himiko tướng mạo hoàn toàn giống nhau chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có hai phiến lá cây giống nhau sao và người phụ nữ đó là ai mặc dù rất đẹp nhưng tại sao phải tranh đoạt quyền nuôi dưỡng với cô, chẳng lẽ vì cơ tử đã có con? Mặc dù trông giống nhau, nhưng đây không phải là Himiko, Shensi mà chúng ta quen thuộc. Có lẽ là thế giới song song. Nha y bình tĩnh phân tích một màn làm người ta kinh ngạc trước mắt. Thế giới song song sao? Nếu là chính mình của thế giới song song. Himiko rất hứng thú. Dù sao, từ trong sụp đổ đi tới nàng đã trải qua quá nhiều bi ai cùng quá khứ không dám quay đầu chiến tranh đau xót cho tới hôm nay đều như cũ không thể quên nếu không cô ấy cũng không thể bị nghiện rượu thế giới song song tự là người như thế nào trải qua chuyện gì đây cái gì tin chính là ta vất vả khổ nuôi lớn hiện tại nhảy ra cùng ta cướp đoạt nuôi dưỡng quyền không có cửa đâu trong video đối mặt với yêu cầu của capca cơ tử không hề nhượng bộ. Ngữ khí thập phần cường ngạnh. Mà đối mặt với loại thái độ này, cáp ca ôm cánh tay hừ lạnh một tiếng. Thân thể nhỏ bé thiếu dinh dưỡng của cô ấy. Sợ không phải ở trên tàu các anh, ăn không đủ no mặc không đủ ấm chứ. Nói về chuyện đó. Cáp ca nhớ lại cảnh tượng ngôi sao bị ngược đãi trên tàu, trong nháy mắt khóc lên. Con gái đáng thương của ta. Xem này. Tam Nguyệt Thất đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào tinh đột nhiên mở miệng. Ta hiểu rồi. Thợ săn Starcore đã tạo ra Star, vì vậy cô ấy là mẹ đẻ của Star. Star sau đó lên tàu đi theo chị gái Himiko, vì vậy Himiko là mẹ nuôi. Đây là cuộc chiến tranh đoạt quyền nuôi dưỡng. Cuộc chiến giữa mẹ đẻ và mẹ nuôi. Tháng 3 bảy lúc này tự như phát hiện thứ gì không thể tưởng tượng nổi. Hai mắt lóe lên quan mang. Nghe này cơ tử cảm thấy có chút bất đắc dĩ mẹ đẻ mẹ nuôi cái gì lộn xộn nàng chưa từng có ý nghĩ đem tin trở thành con gái của mình cơ tử chỉ đem tin trở thành đồng bạn của đoàn tàu một hậu bối còn cần chính mình chỉ đạo mà thôi tất nhiên có một chút video này nói rất đúng đó chính là nàng tuyệt đối không có khả năng đem tin giao cho tinh hạch thợ săn tuyệt đối không có khả năng cái này tinh hạch thợ săn hoàn toàn là đang nói bừa, tin tại chúng ta đoàn tàu như thế nào sẽ ăn không đủ no mặt không ấm. Ngày 7 tháng 3 nhìn về phía oan tờ. Nhưng đối phương hiển nhiên còn chưa từ trong trùng kích vừa rồi, phục hồi tinh thần lại. Mà tinh lúc này cúi đầu mở ngực ra một chút. Tự lẩm bẩm. Kỳ thật, dáng người của ta còn rất tốt. Và ở phía bên kia. Cáp ca nhìn thấy cảnh này thì khẽ thở dài một tiếng tội nghiệp tin, ở trên tàu lại bị đối xử như vậy. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Nghe này. Ngân Lan bên cạnh có vẻ phi thường khinh thường. Đưa cô ấy lên tàu là một phần trong kịch bản của Elio, cũng là một bước không thể thiếu để thúc đẩy kết cục cuối cùng, anh sẽ không để ý đến những chuyện đó chứ. Sao tôi lại không quan tâm đến ngôi sao chứ? Biểu tình của Capca có chút bi thống. Ngân Lan biết rõ tính cách của nữ nhân này vậy đi đón cô ấy về lần này cáp ca không nói gì nữa chỉ là tiếp tục hứng thú nhìn mạng sáng trước mắt trong lòng cũng dâng lên một ý niệm lần sau gặp đoàn tàu có thể hỏi một câu chọn ham hay chọn cô ấy giống như để cho trẻ con chọn theo ba còn theo mẹ vậy ps cầu các vị đại lão một đợt hoa tươi đánh giá phiếu mãnh liệt đổi mới thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 006, tin đem Pam buộc tiếng gian phòng. Nó đều không. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Video trong màn hình ánh sáng đang tiếp tục phát. Trên xe lửa tất cả mọi người đối với nàng rất quan tâm, chúng ta mới là nàng chân chính người nhà. Cơ tử theo lý tranh luận, không hề nhượng bộ nửa bước nhưng cáp ca cũng không yếu thế chút nào. Một bộ là không đem tin mang đi, tuyệt không bỏ qua khí thế. Nàng hiện tại bất quá là mất trí nhớ, sớm muộn sẽ nhớ tới thời thơ ấu cùng chúng ta tinh hạch thợ săn cùng nhau sinh hoạt vui vẻ thời gian. Nghe này! Cơ tử trực tiếp mở miệng hỏi lại. Khi nào thì thợ săn hạt nhân nổi tiếng cũng biết giáo dục trẻ con vậy? Hãy để cô ấy đi theo anh. Ngày hôm sau liền vào tiên chu đại lao chầm chích đấu mạch mang. Ánh mắt hai người đều gắt gao nhìn chầm chầm đối phương, mùi thuốc súng lúc này vô cùng nồng nặc. Mà đối mặt với chỉ trích của cơ tử, Capca cũng không cam lòng yếu thế chút nào. Lúc đi theo ngươi, cũng bị truy nã không ít. Nếu không là nàng thông minh, tại que khách sạn trên giường đã bị ngân bầm thiết vệ bắt, trần trùng mông đi ra ngoài, thật mất mặt a à. Himiko cười lạnh nhìn Capca. Hư. Đứa nhỏ này lúc trước chính anh đưa đến tay tôi, sắp sửa thời trang rồi, anh lại lôi kéo làm quen. Không có cửa đâu. Lên tàu. Mùng 7 tháng 3 đã bị một màn này chọc cho ông bụng cười to. Nói tỉ mỉ. Tại khách sạn quét ở Bê Lốc, sao lại bị thiết vệ bắt đi? Tin, nguyên lai like ngươi còn có thói quen ngủ khỏa thân sao? Đương nhiên không có. Đối với loại phỉ bán này, tin nhất khẩu phủ quyết. Ngủ khỏa thân làm sao có thể a à? nàng cũng không phải oan tờ tư tưởng chỉ là nhảy thoát một chút không có càng rỡ như vậy a à? bất quá nói đi cũng phải nói lại cáp ca nói có chút đạo lý tháng ba bảy có chút suy nghĩ cũng không phải từ sau khi tin lên xe mà là tin khung đoàn tàu chỉ cần đến một chỗ liền nhất định sẽ gặp phải phiền toái đến nỗi nàng cùng đăng hằng đều sắp trở thành người sử dụng vip của các đại tinh cầu ngục giam đây chẳng lẽ là khai thác tinh thần thiết lập đặc thù gì? Tiên Chu, Phủ Tướng Quân Cảnh Nguyên thấy một màn như vậy, khóe miệng đã hơi nhếch lên. Để tin đi theo cơ tử, ngày hôm sau liền vào Tiên Chu Đại Lao. Thế đấy. Ngay sau đó, đoàn tàu sẽ đến Tiên Chu. Trước mắt Tiên Chu mặc dù bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong bóng tối lại là sóng lớn mãnh liệt, Dương Nhiệt Dược Vương đã bắt đầu ăn mòn quy mô lớn bên trong Tiên Chu dựa theo dự đoán của Cảnh Nguyên. Lúc này, cho dù là cao tầng Tiên Chu cũng có người tín ngưỡng phong phú. Bất quá cái này cũng không tính là vấn đề gì. Nếu đoàn tàu sắp tới, nên xử lý bọn họ như thế nào đây? Thái Bạch, Cảnh Nguyên đưa mắt nhìn phù huyền ở một bên. Tướng quân, video ngắn không phải đã cho người biện pháp rồi sao? Theo truyền thống tàu hỏa, truy nã, ném vào đại lao a sau đó bắt hai dương nghiệt phong phú cùng đoàn tàu nhốt cùng một chỗ, để cho bọn họ hòa thành một mảnh, để cho tinh gia nhập phong phú cuối cùng rút củi dưới đáy nồi. Quả nhiên! Phu huyền nàng, có tư thế tướng quân. Trong video, cáp ca căn bản không ăn bộ dạng của Himiko. Nhiều lời vô ích, đứa nhỏ đã trưởng thành, để cho chính nó lựa chọn sau này theo ai. Đối mặt với đề nghị này, cơ tử cũng một lời đáp ứng nàng phi thường chính mình tin nhất định sẽ chọn nàng sau tất cả nàng chính là nhìn tin lớn lên ngay lập tức ánh mắt hai người toàn bộ tụ tập ở trên người tin nhìn cô sởn gai ốc tổng bộ thiên mệnh nhìn đến đây ô tô suy nghĩ liếc mắt nhìn u lan đại nhĩ ở một bên nếu có một ngày tề cách phi đột nhiên xuất hiện chân tướng quá khứ đều nổi lên mặt nước u lan đại nhĩ sẽ lựa chọn như thế nào đây lẽ ra cô ấy phải tự ngăn mình lại dù sao chính mình vẫn dạy nàng chính là vì thế giới tốt đẹp mà chiến ngoài ra không có suy nghĩ nào khác giáo chủ đại nhân làm sao vậy Tự hồ nhận ra ánh mắt kỳ quái của áo thác u lan đại nhĩ lập tức mở miệng hỏi thăm ô tô cười và lắc đầu chỉ là cảm thấy video này có chút thú vị ngươi thấy thế nào đây ừm Dựa theo cuộc nói chuyện của họ, Capca đã bỏ rơi cô gái đó, và nếu Himiko đã làm xong các thủ tục liên quan, thì con gái vẫn thuộc về Himiko. Rita bên cạnh bi thương lắc đầu. Thật đáng thương, vừa sinh ra đã không có phụ thân. Hừ, tinh làm sao có thể lựa chọn cái tinh hạch thợ săn kia chứ? Tam Nguyệt thất khẽ hừ một tiếng. Nếu giao quyền lựa chọn cho trẻ em. Phi, giao vào trong tay tinh như vậy không thể nghi ngờ nàng nhất định sẽ lựa chọn cơ tử tỷ tỷ. Làm sao có thể lựa chọn? Số tiền truy nã cao đến mức đáng sợ. Còn cáp ca. Cùng lúc đó. Nói như thế nào? Giống như tôi là một người xấu bỏ rơi con mình vậy. Cáp ca khẽ thở dài một tiếng. Ngân Lan nhìn vẻ mặt ưu sầu của cáp ca, hư nhẹ một tiếng rồi mở miệng. Ký ức quá khứ của cô ấy đã hoàn toàn bị xóa bỏ, cho nên không thể lựa chọn cậu. Họ là ai? Vũ trụ siêu cấp tội phạm truy nã, chọn thượng kim ngạch cao đến một tờ giấy đều viết không được. Là ác nhân trong miệng Liên Minh và công ty. Cực kỳ nguy hiểm. Sao, sao có thể chọn cấp ca chứ? Đối mặt với ánh mắt sắc bén như dao găm của hai người, Tinh Lâm vào tình trạng khó xử. Ánh mắt cơ tử phản phất là đang nói, "Tinh, nếu ngươi dám chọn nàng, tôi sẽ đem băng ghi hình cậu lén trói Pam vào phòng truyền khắp vũ trụ. Ánh mắt của Cáp phản phất là đang nói. Nếu anh chọn người phụ nữ kia, tôi sẽ đem ghi chép anh lén dùng máy tính ngân lan tìm kiếm cho mọi người xem. Hai mối nguy hiểm khác nhau. Để cho tin lúc này căn bản không biết nên lựa chọn như thế nào. Chỉ có thể là run lẩy bẩy. Tôi. Tôi có thể chọn cả hai, hả? Không thể. Hai người phụ nữ trăm miệng một lời trả lời tin. Mà tin tức đen tối như thế bị lộ, khiến khán giả ngây ra một chút. Ánh mắt mọi người trên đoàn tàu toàn bộ tụ tập ở trên người tin. Ngay cả đang hằng. Đều dùng ánh mắt có chút quái dị, nhìn ngôi sao. Ngày 7 tháng 3. Chờ chút. Chị cơ tử vừa nói gì? Trói Pam vào phòng. Trói vào phòng làm gì? Nó vẫn còn là một đứa trẻ không đúng. Nó cũng không phải là người a. Còn dùng máy tính của Ngân Lan xem cái gì? Đoạn này ngươi nói tỉ mỉ a. TS cầu hoa tươi đánh giá phiếu các huynh đệ. Mười đóa hoa tươi thêm canh một, mười tấm phiếu đánh giá thêm canh một. Các anh chị. Lực ngưng tụ, cầu cầu. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. bổ sung một trăm tặng năm trăm phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 007 Tin khung kinh hiện lớn nhất biến thái Thùng rác mới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Dưới ánh mắt sắc bén như đau của hai người Tin trực tiếp bị cổ khí thế này dọa khóc Thật đáng sợ à Ta chọn Ta chọn tính cách ôn nhu làm cho người ta an tâm Lời còn chưa dứt Cơ tử đã lộ ra nụ cười tự tin Vậy khẳng định là ta nhưng mà tin lại tiếp tục bổ sung. Thường xuyên tặng quà bất ngờ cho tôi. Lần này đến lượt cáp ca. Vậy cũng chỉ có ta, được xưng là kinh hỷ. dáng người cũng rất no đủ cân xứng. Ngôi sao vẫn đang bổ sung. Nhưng hai người đã không có kiên nhẫn, lần nữa hướng tình ném tới giết người ánh mắt. Rốt cuộc chọn ai? Thánh Freya, thấy một màn như vậy mọi người không khỏi cảm thấy buồn cười. Khi nào gặp qua? Himiko, Shensi và những người phụ nữ khác đối chọi gay gắt như vậy sao? Nói đi. Loại tình huống này không phải là tranh giành nam nhân sao? Tại sao lại tranh giành trẻ em? Đạo lý ta đều hiểu, nhưng cô gái này một cái cuối cùng yêu cầu là có ý gì, dáng người no đủ cân xứng. Đức Lị Toa đã đi tới phòng học hơi có vẻ khó hiểu. Chọn mẹ, cũng không phải chọn bạn gái. Cả hai đều hợp lý. Điều kiện thứ ba là gì? Gì cả, cái này gì không hiểu sao? Kiana mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ tự tin khó có thể che giấu. Người ta thường nói, ai đói thì không thể bỏ đói một đứa trẻ. Mọi người trong phòng học sửng sốt một chút. Đói ai không thể đói trẻ em? Ý anh là sao? Chờ chút. Nhà y kịp phản ứng che kín miệng của kỳ á na. Đây là có thể nói sao? Xe này chạy được không? Mà nghe được câu này, trong phòng học có hai người làm ra phản ứng. Cơ Tử theo bản năng ưỡn ngực. Điểm này, nàng không thua bất luận kẻ nào. Mà Phù Hoa, sau khi phản ứng lại liền cúi đầu. Điểm này, nàng thật sự không có mặt mũi gặp người. Trên tàu. Nhìn thấy Tinh không ngừng sử dụng kéo dài đại pháp, mùng 7 tháng 3 không khỏi có chút sốt ruột. Cái này còn phải nói cơ tử tỷ tỷ không chỉ ôn nhu, hơn nữa đối với chúng ta tốt như vậy, nếu là ta khẳng định sẽ chọn cơ tử tỷ tỷ. Thật sự là gấp chết người, rốt cuộc chọn ai đây? Ngôi sao cũng biết đạo lý này. Lý trí nói cho nàng biết. Lựa chọn cơ tử là quyết định chính xác nhất. Nhưng mà... Khi nhìn thấy nụ cười đầy ma lực của Cáp Ca, cô lại do dự một chút. Trong nội tâm có loại rung động. Một chữ nào đó, giống như muốn lao ra không thể la hét tuyệt đối không thể la lên mà cơ tử lẳng lặng uống cà phê không cho là đúng tuy rằng cô không thèm để ý loại chuyện này huống chi đây chỉ là một video làm quái nhưng mà cô ấy có lý do để tin tin tuyệt đối sẽ chọn nàng dưới cái nhìn chăm chú chờ mong của mọi người tin cuối cùng vẫn đưa ra đáp án cuối cùng ta lựa chọn rác, thùng. Trong lúc nói chuyện, một thùng rác xuất hiện ở đâu đó. Chỉ có cái thùng nhỏ này mới là nhà vĩnh viễn của tôi. Thùng rác, thùng rác, thùng rác của tôi. Nhìn tin ông thùng rác vẻ mặt hạnh phúc mỹ mãn, cơ tử nhất thời bịt mũi ghét bỏ. Ai sinh thì nuôi. Người mau dẫn nàng đi. Nhưng mà cấp ca cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi với cô ấy thật không quen, anh giữ lại chơi đi một giây trước. Hay là hai mụ mụ tranh phong tương đối tranh đoạt nữ nhi tốt, trong nháy mắt dĩ nhiên trở thành vạn người hiền. Quá nhanh để thay đổi. Không khỏi làm người ta tặc lưỡi. Tình, ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào? Trên đoàn tàu, mùng 7 tháng 3 dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn lên sao. Cô biết ngôi sao có sở thích này. Nhưng mà. Không nghĩ tới, cư nhiên đến loại tình trạng này đây đã không phải là sở thích là bệnh phải trị nhà ai chọn thùng rác tốt chứ xem ra lúc trước nên ngăn cản tin tam nguyệt thất khẽ thở dài một tiếng lúc trước tin chính là ở trước mặt cô mở ra thùng rác đầu tiên đi lên con đường này không thể quay lại thì ra là như vậy sao kết quả này khiến cơ tử ít nhiều cảm thấy có chút ngoài ý muốn mặc dù đây chỉ là một video giả mạo nhưng cũng không thể phản ánh ra trong lòng tin cáp ca vẫn có địa vị nhất định mà kết quả cuối cùng này có thể nói rõ cô không thể chọn chính mình cũng không thể chọn cáp ca rối rắm cô chọn thứ phù hợp nhất với trái tim mình hợp lý mà đối với việc này tin chỉ cười hắc hắc vẻ mặt đó giống như đang nói các ngươi căn bản không hiểu. Không hiểu trong nháy mắt mở nắp thùng rác ra, nội tâm đạt được vui vẻ, lòng hiếu kỳ đạt được thỏa mãn, thăm dò dục vọng toàn bộ phóng thích. Các ngươi, căn bản không hiểu. Bê lốc, văn phòng của người giám hộ lớn. Khóe miệng của Bronia bắt đầu co giật, và khi đoàn tàu ở Bê lốc, cô đã nghe một số báo cáo về việc thùng rác trên đường phố luôn bị lật. Sau khi điều tra, Star đã làm điều đó. Ban đầu Blonia không quan tâm, chỉ nghĩ đó là manh mối mà Star đang tìm kiếm. Nhưng bây giờ xem ra. Không hổ là vô danh khách. Chẳng lẽ. Cuộc sống chạy trong tinh không khô khan vô vị như thế, thế cho nên trạng thái tinh thần đều xuất hiện vấn đề sao? Cho dù ngươi không chọn. Đều có thể hiểu được. Tại sao phải chọn một cái thùng rác, còn ông thùng rác lộ ra cái loại biểu tình kỳ quái này? Biến thái A thật sự biến thái. Trong thùng rác không có gì còn tốt, vạn nhất để cho cô lấy ra chút gì. Người chạy tới khiếu nại với cô, chẳng phải là có thể chật ních văn phòng sao. Bronia thầm hạ quyết tâm. Một ngày nào đó, nếu đoàn tàu trở lại, nhất định phải đặc biệt chú ý tình huống này. Khóa thùng rác. Trong phòng học thánh Freya, Derisa trong nháy mắt bật cười. Vốn nghĩ đến kết quả kém cỏi nhất là cơ tử không sánh bằng nữ nhân kia. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới. Lại còn không có kết quả kém hơn, cơ tử lại không sánh bằng một cái thùng rác. Con gái này. Không cần cũng được. Lật thùng rác. So sánh như vậy, cháu gái lớn vẫn là rất tốt mà. Không sao đâu gì cơ tử, tuy rằng gì chưa từng so với thùng rác, nhưng ít nhất gì không thua người phụ nữ kia mà. Kỳ Á Na vừa cười vừa nói. Bulonia ở một bên nghe nói như thế, không hề dao động mở miệng. Kiana, ngươi thật biết an ủi người khác. Khụ khụ, các ngươi xem. Kiana đột nhiên đưa tay chỉ về phía màn sáng, cùng với động tác trượt lên xuống xuất hiện, một đoạn video ngắn mới đập vào mắt mọi người. Cuộc đời của một kẻ ngốc. TS. Mười đóa hoa tươi thêm canh một, mười tấm phiếu đánh giá thêm canh một. Các anh chị có số liệu hay không, kinh ngạc tác giả một đợt sống. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 008, một phút xem xong ô tô một đời. Kẻ ngu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngu ngốc. Tiêu đề này không khó để hiểu. Đơn giản mà nói chính là. Đồ ngu nhưng làm mọi người cảm thấy tò mò chính là, đến tột cùng là dạng ngu ngốc gì cư nhiên đơn độc ra một kỳ video để trần thuật cuộc đời của hắn. Hắn là ai? Lúc bắt đầu video, là một đoạn nhạc nền nặng nề. Và giọng nói của người dẫn chương trình. Hắn, nắm trong tay đại quyền, có được địa vị mà bất luận kẻ nào cũng không thể so sánh. Hắn, tính cách cao ngạo, quái gở. Hắn, cùng thần linh giao dịch, thế giới hết thảy cho dù là chính hắn cũng bất quá là trên bàn cờ một con cờ. Hắn, trả giá dài đến 500 năm thời gian, đánh cược hết thảy vì trong lòng sợ ái. Hắn, đụng vào hư số chi thụ, di chuyển thế giới, sáng tạo một mảnh có nàng lá cây. Một số người gọi anh ta là một kẻ ngốc, một số người gọi anh ta là người thông minh nhất. Cũng có người xưng hắn là thế giới lớn nhất tội nhân. Ngu giả. Thiên tài. Tội nhân hãy bước vào cuộc sống của anh ấy. Tổng bộ thiên mệnh. Ô tô giờ phút này đã ý thức được điều gì, buông cà phê trong tay xuống, đưa mắt nhìn về phía màn sáng trước mắt. Kỳ thật từ câu nói kia. Trả giá đến 500 năm thời gian, đánh cược hết thảy vì trong lòng sợ ái. Cũng đã không khó đoán ra. Cái này gọi là ngu xuẩn. Chỉ, chính là chính hắn. Ô tô Apocalypse. Ngu giả, là đánh giá như vậy sao? Thật thú vị. Video nói rất đúng, cuộc đời của hắn nếu để cho người khác đến xem đích thật là một kẻ ngốc ích kỷ. Nhưng nếu như có thể làm cho đạo thân ảnh trong lòng kia tái hiện. Đánh giá hay gì đó. Có thể như thế nào? Bất quá có một điểm, đánh giá áo thác để ý. Từ ngữ khí của đoạn thuyết minh này đến xem, hắn tự hồ thành công. Kích thích cây số ảo. Chỉ vì sáng tạo ra một chiếc lá có nàng. Tuy rằng lúc này biểu tình của Áo Thác trước sau như một, nhưng Rita đi theo nhiều năm vẫn nhận thấy được một tia không thích hợp. Có phải vì video này? Nàng cố gắng cẩn thận quan sát ô tô, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng chỉ có thể nghe được một câu thì thầm. Tạp Liên. Một cái tên xuất hiện trong đầu Rita. Karin Kaslana. 500 năm trước thiên mệnh mạnh nhất nữ vũ thần nếu vậy. Hết thảy không cần nói cũng biết. Cũng vậy. Trong một thời gian nào đó, hai ông bà cũng bị đoạn thuyết minh này hấp dẫn thật sâu. Kể cả Tesla. Cũng thay đổi bộ dáng ngày xưa, trở nên thập phần nghiêm túc. Bởi vì có một câu nói trong phần tường thuật. Kích thích cây số ảo, tạo ra một chiếc lá có nàng. Cây số ảo. Cái kia cùng lượng tử chi hại đánh đồng, trên đó thai ngán vô số thế giới là hết thảy chân lý cùng pháp tắc sinh ra nơi. Trong nháy mắt vĩnh hằng, khởi nguyên cuối cùng. Một sự tồn tại trên tất cả. Kích thích nó, tạo ra một cái có lá của cô ấy. Đầu ổ gà, ngươi cảm thấy cái này làm được sao? Anstan khẽ nhíu mày. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm hết thảy trong hình ảnh. Cô không trả lời Tesla. Cô cũng không có cách nào trả lời. Mà giờ này khắc này, Tất cả mọi người đã bị đoạn thuyết minh này hấp dẫn thật sâu. Đồ ngu. Tội đồ. Thiên tài. Ba từ này đã đủ để chứng minh sự phức tạp của hắn. Có ý thức được người thuyết minh này là ai, sắc mặt vô cùng trầm trọng, mà không rõ ràng. Lại càng bị một màn này hấp dẫn thật sâu. Vì những người thân yêu, trả giá thời gian 500 năm, thậm chí thao túng thế giới làm bàn cờ cùng thần linh làm giao dịch. Hắn, là ai? Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, video dần dần phát ra. Câu chuyện của kẻ ngốc, bắt đầu. Mở đầu câu chuyện, viên na. Ông được sinh ra trong gia đình Apocalypse, một trong ba gia đình lớn của tổ chức vận mệnh hiển nhiên, và là con trai thứ ba của Nicolas Apocalypse, người chủ của gia đình. Mặc dù anh ta thừa hưởng bộ não tuyệt vời của gia đình, nhưng anh ta đã bị gia đình coi thường vì anh ta yếu đuối và ốm yếu. Ông ấy rất yêu thích Phát Minh, nhưng gia đình lại không chấp nhận hành động của ông ấy. Hắn cảm thấy chính mình bị tất cả mọi người vứt bỏ cho đến khi sự xuất hiện của cô ấy. Năm 1465, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên mặt đất, thiếu niên tóc vàng đang cầm tác phẩm của mình, một chiếc máy bay nhỏ thủ công thử thả nó ra. Làm một đêm hiện tại rốt cục có thể bay lên thiếu niên nói thầm nhưng ngay sau đó máy bay lại mất đi động lực rơi xuống bên ngoài tường vây đằng sau cũng truyền đến thanh âm trào phúng lại đang làm cái gì đó nhàm chán đừng làm vô dụng thân thể của ngươi kém như vậy có thể sống đã là không tệ rồi ta làm sao có thể có đệ đệ vô dụng như ngươi thiếu niên cố gắng trèo lên tường lấy lại máy bay giấy nhưng tường vây quá cao sau một phen cố gắng bàn tay đã biến thành máu thịt mơ hồ đau đớn không ngừng kích thích hắn nhưng so với đau đớn trên thân thể thanh âm trào phúng của ca ca phía sau càng làm cho hắn nản lòng thoái chí ánh sáng trong mắt tựa hồ ảm đạm xuống chính mình thật sự là kẻ thất bại sao hả một thiếu nữ tóc bạc đột nhiên xuất hiện trên tường vây vẻ mặt tươi cười nhìn thiếu niên cô ấy bay thật cao trong lúc nói chuyện thiếu nữ nhảy qua tường vây đem cái kia đã ngã hỏng máy bay trao đổi cho thiếu niên cái này là của ngươi sao thiếu niên gật đầu hoa wow. ngươi lợi hại như vậy về sau nhất định sẽ trở thành nhà phát minh lớn thiếu niên ngây ngẩn cả người ngay lúc đó nụ cười của thiếu nữ giống như ánh sáng chiếu sáng thế giới của hắn xua tan lo lắng trong lòng hắn đó là hắn bị mọi người vứt bỏ, lần đầu tiên nhìn thấy lời khích lệ như vậy, điều này cũng làm cho hắn lần đầu tiên ý thức được, nguyên lai ta cũng có thể được mong đợi. Thì ra, ta cũng có thể được cần. Người thuyết minh nói như vậy. Lúc này, trong phòng học của Thánh Phê Gia lặng ngắt như tờ. Dù sao cũng là Kiana. Lúc này cũng ý thức được, thiếu niên trong video kia. Ai đó? Dám mục ô đây ô tô Ông nội. Delia ngây ngốc nhìn thiếu niên tóc vàng trong hình, trước đó nàng chưa bao giờ nghe áo thác kể lại bất cứ chuyện gì về thời thơ ấu của áo thác. Đức giám mục hiện tại đã từng bị khinh bỉ, bị người trong gia tộc ghét bỏ. Thậm chí một lần nản lòng thoái chí. Kẻ ngu ngốc, tội nhân, thiên tài mà người thuyết minh vừa nói. Chỉ đều là chỉ. Ông nội. Tin tức cực lớn không ngừng đánh sâu vào Đức Lị Toa. Để cho nàng nhất thời ngây ngốc tại chỗ. Thiếu nữ kia, hẳn là Tạp Liên đi. Tạp Liên, Tạp Tư Lan Na. Năm trăm năm trước, thiên mệnh mạnh nhất nữ vũ thần. Sau đó vì bảo vệ dân chúng mà chết. Như vậy nghĩ đến đây, cũng đã không khó đoán ra. Vừa mới Thuyết Minh nói. Ý anh là sao? Gì cả, là con nhìn làm sao? tạp liên rất giống gì, quả thực là cùng một khuôn mẫu. TS, Các anh chị em Hoa tươi, phiếu đánh giá, nể mặt giáo chủ đại nhân, xông lên A. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 009 Cảnh Nguyên. Đỏ Duyên Tiên Nhân. Làm sao nhìn cái này? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Karin và Delisa, diện mạo hai người hoàn toàn có thể xưng là cùng một khuôn mẫu. Bạch Mao đoàn tử. Nhất là khoảnh khắc tạp liên trèo qua tường. Đúng là với Delisa. Giống nhau như đúc. Nếu nói, đây là trùng hợp vậy tuyệt đối không tin. Vì cả là con gái của Karin. Không đúng. Vì cả rõ ràng là cháu gái của ô tô. Vậy mẹ của dì cả là ai? dù là kina cũng đã ý thức được chuyện trong này vô cùng phức tạp ông nội mấy năm nay rốt cuộc đang làm gì delisa hiểu ông nội của mình tuyệt đối không đơn giản như mình nghĩ và video này dường như chính là muốn đem cuộc đời của áo thác triển lộ ra trình bày trước mọi người delisa có một linh cảm phải chuẩn bị tâm lý thật tốt lực xung kích kế tiếp có lẽ vô cùng to lớn bác trọng thần xả một màn trước mắt làm cho tạp liên lâm vào trong hồi ức cô chưa từng nghĩ tới một câu nói của mình dĩ nhiên thay đổi cuộc đời của áo thác bác trọng anh bên cạnh bưng tới một đĩa hoa quả cho tạp liên đặt bên cạnh cô ấy nàng chính là vị bằng hữu kia của ngươi sao bác trọng anh nghe tạp liên nói qua cô ấy có một người bạn một người bạn rất quan trọng chỉ là sau đó bởi vì một số chuyện nàng cùng vị bằng hữu kia lựa chọn bất đồng mà tách ra đúng vậy thật sự là đã lâu không gặp đại phát minh gia đề cập đến tên gọi này nội tâm tạp liên lúc này có chút phức tạp nhìn ý tứ của lời thuyết minh lúc trước mình có lẽ sẽ không lâu sau đó chết đi mà áo thác cũng sẽ bởi vì mình bước lên một con đường khó có thể tưởng tượng thậm chí là đi ngược lại với thế giới vẫn còn đây đích xác là chuyện hắn sẽ làm ra. Nhận thức chuẩn một việc. Tuyệt đối không bỏ cuộc. Chỉ là, mình đánh giá hắn làm được một bước kia sao? Giọng nói của người thuyết minh vẫn tiếp tục. Lần này gặp nhau, để cho hai cái vận mệnh như vậy dây dưa, đây là 13 tuổi ô tô lần đầu tiên bị người tán thành, Karin chờ mong cùng tán thành hoàn toàn đánh bại thiếu niên này. Trong hình. Nhanh chóng lướt qua cùng một thời kỳ với Caroline và ô tô Cô gái và cậu bé nắm tay nhau chạy trên bãi cỏ. Cười lên. Cô dựa vào vai anh. Nhìn bầu trời đầy sao, nặng nề ngủ thiếp đi. Hai người là thanh mai trúc mã, trải qua cuộc sống thời thơ ấu cực kỳ ngắn ngủi nhưng vui vẻ. Cho đến khi cha Karin chết trận, Karin cuối cùng cũng hiểu được con đường của mình, cô ấy quyết tâm trở nên mạnh mẽ và bảo vệ tất cả những gì cần phải bảo vệ. Và trong suốt thời gian đó, ô tô luôn ở bên cạnh Karin năm 1470. Chiến tranh nổ ra và thiên mệnh đã xâm lược đế quốc Minh ở phía đông với số lượng lớn nhân danh sự bảo vệ, nhưng vì sự hùng mạnh của đế quốc Minh, thiên mệnh cuối cùng đã quyết định sử dụng năng lượng phá hủy làm vũ khí. Mà cái này cũng thức tỉnh một vị ngũ say ngàn năm người. Xích viên tiên nhân Chiến sĩ châu Âu như Thủy Triều, người khoác áo giáp hướng về phía kẻ địch của bọn họ. Đó là một vị Thiếu nữ mặt trường bào, hai mắt đỏ ngầu. Trước mặt cô ấy, bất kỳ lực lượng nào cũng trở nên không chịu nổi một kích. Vì ngăn cản nàng, Thiên Mệnh phái ra vũ khí mạnh nhất, nữ vũ thần mạnh nhất, Karin, La Phù Tiên Chu, Xích Diên Tiên Nhân. Cảnh Nguyên lộ vẻ tò mò đánh giá thiếu nữ trong video. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy tướng mạo này có chút quen mắt. Tướng quân, làm sao vậy? ngạn bân Nghi hoặc hỏi cảnh nguyên lắc đầu không có gì có lẽ là ta nhìn lầm video đã chỉ ra thiếu nữ kia tên là xích viên tiên nhân là tồn tại thủ hộ thần Châu đại địa hơn nữa đó cũng không phải tiên chu của bọn họ dường như là một hành tinh khác hoặc một vũ trụ song song nào đó cùng với suy nghĩ trong lòng hắn hẳn không phải một người bất quá đích xác có chút giống trong khi đó, chờ một chút. Trong phòng học, kỳ á na đột nhiên đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào màn sáng trước mắt. Giống như nhìn thấy. Một điều không thể tin được. Lớp trưởng. Tiên nhân bảo vệ thần châu đại địa trong hình. Không phải. Lớp trưởng của cô, phù hoa sao? Mặc dù cách ăn mặc và khí chất có chút thay đổi. Nhưng mà màu tóc cùng diện mạo, tuyệt đối không thể nhìn lầm ngay lập tức tất cả ánh mắt trong nháy mắt tụ tập trên người phù hoa ánh mắt kia giống như vô cùng sắc bén giống như muốn xuyên thấu nội tâm phù hoa phù hoa đồng học không giải thích một chút sao cơ tử khẽ nhíu mày cô nghĩ rằng video này sẽ có một cái gì đó làm cô ngạc nhiên nhưng không ngờ người thứ nhất lại là phù hoa tiên nhân thủ hộ thần châu khụ khụ phù hoa ho nhẹ hai tiếng để giảm bớt xấu hổ. Tình hình hiện tại là cô nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thân pháp của mình. Vậy mà lấy hình thức này phơi bày ra ánh sáng. Kỳ thật chuyện này, tôi tin tưởng xem xong video này các cậu sẽ hiểu. Rơi vào đường cùng. Phù hoa chỉ có thể vung nồi cho video. Sau tất cả. Điều này nếu để cho nàng nói, thật sự là quá trường ra hơn nữa đám người kia na tin hay không vẫn là hai việc khác nhau. Vì video này nói về cuộc đời của ô tô. Vậy thì câu hỏi về cô ấy. Cũng sẽ rõ ràng. Nghe được Phù Hoa nói, mọi người cũng không nói thêm gì. Mang theo ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Tiếp tục nhìn về phía hình ảnh video. Để chiến thắng xích diên tiên huyền thoại, thiên mệnh đã phái nữ võ thần mạnh nhất của họ, Karin nhưng ngay cả con ác chủ bài cuối cùng cũng không phải là đối thủ chút nào karin bị đánh bại ngồi trên mặt đất toàn thân đã dùng không ra nửa phần khí lực chỉ cần một cú đánh tiên nhân liền có thể cướp đi sinh mệnh của vị này kẻ xâm lược vũ khí mà ngươi sử dụng là để bảo vệ sự tồn tại của nhân loại người không có giác ngộ với hộ vệ căn bản không thể giải phóng sức mạnh thực sự của nó tiên nhân không nói một lời giờ phút này đối với tạp liên không hề kháng cự nói ra câu đầu tiên mà lúc này áo thác chạy tới ô tô người đã chứng kiến sự thất bại của kalian chỉ còn lại một ý nghĩ trong đầu vào lúc này bảo vệ cô ấy cho dù phải trả giá bằng mạng sống của mình cũng không tiếc ô tô mở rộng vòng tay và bảo vệ karin ở phía sau đối mặt với nó một người quét ngang đại quân thiên mệnh một kích đánh bại vương bài mạnh nhất thiên mệnh. Xích viên tiên nhân. PS. Các anh chị em. Còn có phiếu đánh giá hoa tươi hay không? Hãy cho tác giả thấy một làn sóng nữa. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Không một không, kẻ ngu. Người đây là liếm chó A, bị nữ hồ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trục hỏa chi Nga, phòng họp. Chúng anh kiệt lúc này đã sớm không còn tiếng cười nói lúc trước, thay vào đó là một mảnh trầm mặt cùng yên lặng. Vũ khí kia là khế ước của Du. Đa phải không? Đúng vậy. Tiến sĩ May nhẹ nhàng gật đầu. Cô khá chắc chắn về vũ khí mà Karin đã sử dụng trong video. Chính là nàng lấy luật giả hạch tâm chế tạo, dùng để đối kháng sụp đổ thứ 11 thần chi chìa khóa, dù đã khế ước, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Nhưng đó không phải là lý do khiến mọi người im lặng. Điều thực sự khiến họ quan tâm là chúng ta thua rồi sao? Giọng Su rất bình tĩnh. Nhưng ánh mắt của hắn, giờ phút này lại vô cùng phức tạp. Tổng hợp video lúc trước đến xem, thế giới rất có thể tiến vào một kỷ nguyên mới. Mà điều này cũng đại biểu cho. Họ là những người anh kiệt của nền văn minh trước đây. Thua rồi. Thế giới bị diệt vong, văn minh khởi động lại. Kevin lão đại, chúng ta. Sẽ chết sao? Tự hồ nghĩ tới kết cục bi thảm gì đó, mặt đó luôn luôn là quan sáng sủ lúc này ngữ khí lại trở nên có chút bi thương. Kevin không nói một lời. Cố gắng nhìn chăm chú vào tất cả những gì xảy ra trong màn sáng kia. Giống như muốn xuyên thủng trên tiên chu của một dòng thời gian nào đó. Một người đi ngang qua nơi này tự xưng là thương gia ngẩng đầu lên. Đằng sau hắn, một cổ quan tài khổng lồ. Mà chân chính làm cho người ta cảm thấy ngoại ý muốn chính là tướng mạo của hắn cư nhiên cùng áo thác trong video độc nhất vô nhị. Là sát, không ngờ trước đây ngươi còn có một đoạn lịch sử như vậy. Cô gái này thật xinh đẹp. Chờ một chút. Trong cái rương này của ngươi, không phải là tố thường phụ trách hộ tống la sát đến khu vực an toàn nghi hoặc hỏi sau tất cả người đàn ông trước mắt này có thể nói là người kỳ quái nhất cô từng gặp người tốt nhà ai đeo quan tài đi dạo phố chẳng lẽ trong quan tài chính là cô gái kia nghĩ đến đây tố thường vô thức lui về phía sau hai bước mà ánh mắt la sát lúc này có chút phức tạp quay đầu nhìn về phía cổ quan tài khổng lồ phía sau. Im lặng cười. Ta cùng người nọ mặc dù tướng mạo tương tự, nhưng cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Có lẽ vậy. Tồn tại một loại thế giới song song. Tố thường cái hiểu cái không. Thế giới song song. Đó có phải là nói mình cũng có một thế giới song song tồn tại. Nếu có, cũng không biết thế giới kia mình như thế nào. Trong màn sáng áo thác đem tạp liên gắt gao bảo vệ ở phía sau đối mặt với địch nhân không thể đánh bại kia không khí tự hồ vào giờ khắc này bắt đầu động lại nhưng chuyện trong dự liệu cũng không có phát sinh tiên nhân chỉ liếc nhìn bọn họ một cái người sử dụng chìa khóa suy nghĩ thật kỹ xem anh muốn bảo vệ cái gì sau khi để lại lời này tiên nhân xoay người rời đi không còn nghi ngờ gì nữa về sự thất bại của cuộc chiến định mệnh hiển nhiên nhưng nó cũng làm cho người cầm quyền định mệnh hiển nhiên, Nicolas Apocalypse, khao khát một sức mạnh lớn hơn, và vì vậy ông đã đặt tầm nhìn của mình vào đứa con trai thông minh của thiên đường. Của ô tô Apocalypse Ông ấy ra lệnh cho ô tô nghiên cứu hộp đen và giải mã các lực lượng từ Crash. Nhưng thí nghiệm như vậy nhanh chóng được Karin phát hiện và cuối cùng đã thành công trong việc đánh cắp hộp đen với sự giúp đỡ của ô tô liều mạng và đi đến Senju để tìm kiếm những người tiên với hy vọng có thể phong ấn nó lý tưởng là tốt đẹp nhưng thực tế là tàn nhẫn karin tìm tiên không có kết quả chính mình cũng bị thiên mệnh mang về châu âu lúc này nàng bởi vì cùng thiên mệnh ngang nhiên đối kháng tập kích giám mục phá hư thiên mệnh quan trọng thí nghiệm các loại tội danh bị công khai xét xử để cứu karin ô tô đã nhờ cha mình giúp đỡ và câu trả lời nhận được là hãy để karin và ô tô kết hôn hãy để karin làm con tin và hãy để sự thống trị của ba gia đình thiên mệnh mạnh mẽ hơn. Đây là cơ hội duy nhất để Karin sống sót. Nhưng tại phiên tòa công khai, Karin tuyên bố rằng cô đã yêu một thiếu nữ tên là Hachia Sakura, người vô hại mặc dù là một luật sư giả. Trong hình, một giọng nói vang lên, dường như đang nói với ai đó. Bây giờ cô ấy khát vọng có người có thể chân chính ủng hộ cô ấy hơn bất cứ ai. Nhưng người kia đã không thể là bạn tốt nhất của cô ấy người biết ta cũng biết người kia là bác trọng anh đợi chút giờ phút này tất cả người xem đang xem video ngắn đều sửng sốt ý anh là sao karin không đi cùng ô tô sao phía trước trải đệm nhiều như vậy thanh mai trúc mã vì lẫn nhau có thể trả giá tánh mạng cuối cùng là một bước ngoặt như vậy bác trọng anh bạn của ai vậy không nghĩ tới, Gia Gia còn có một đoạn quá khứ như vậy. Biểu tình của Đức lỵ Toa có chút kỳ quái. Có một câu nói. Cô không biết nên nói hay không nên nói. Tự hồ từ đầu đến cuối, Tạp Liên hình như chưa từng thích áo thác. Chỉ coi anh ấy như một người bạn tốt nhất. Tương tư đơn phương. Nếu như nói, Tạp Liên là bác trọng anh mà Tạp Liên thích trên đường rời khỏi Gia Gia. Như vậy có thể lý giải được hay không? da gia, gia hắn, bị. Nếu những gì Karin nói trong phiên tòa là sự thật. Giáo chủ đại nhân, đội mũ vào. Xem ra tên ngốc kia, hoàn toàn là đang thu liễm nói. Nghe này. Tình yêu thuần khiết. Khó nghe một chút, liếm chó. Mà đối với việc này, áo thác tự hồ cũng không để ý lắm. Dù sao trong thế giới của hắn. Caroline yêu ai, thì có thể thế nào đây? miễn là cô ấy còn sống. Chỉ cần mình còn có thể ở bên cạnh nàng. Đủ rồi. Nón xanh cái gì? Giáo chủ đại nhân ngay cả hủy diệt thế giới loại này mắng danh cũng không thèm để ý, chính là một cái nón xanh cho dù nhiều tới mấy cái thì như thế nào. Trên đoàn tàu, lúc này Mùng 7 tháng 3 đang nhìn say sưa, thậm chí chuyển cả ghế đẩu, lấy bổng ngô đi. Sau tất cả, hành trình nhàm chán như thế, có thể ăn được dưa lớn như thế còn có chuyện gì vui vẻ hơn chuyện này sao tên áo thác này thật sự là thảm chú dương chú biết anh ta đúng không walter gật đầu hắn đâu chỉ quen biết a à. quả thực là quá quen thuộc được không vậy tên bác trọng anh này rốt cuộc là ai không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã bắt được tạp liên áo thác vì tạp liên mà gần như bỏ ra sinh mệnh walter trầm tư một lát đối với chuyện quá khứ của ô tô hắn cũng không tính là hiểu rõ vẫn còn về cái tên bác trọng anh này hắn vẫn biết một chút dù sao mặc kệ nói thế nào hắn cũng đã từng làm minh chủ một thời gian ngắn là một nữ sinh bởi vì lực lượng nào đó mà ngoại hình biến thành hồ ly a à a à, hồ nữ sinh bắp trang trong tay tam nguyệt thất trong nháy mắt rơi lả tả đầy đất nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn oan tờ cho đến một lát sau. Mới mở miệng. Dương Thúc, vẫn là bên các ngươi tư tưởng cởi mở A. Quan Tơ s Hoa tươi đánh giá phiếu đừng dừng A các ca tỷ, quyển sách đã ký hợp đồng, mọi người có thể yên tâm xong một đợt. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.